Xin chào các em đang yêu đang xem kênh của chị Pu Pu nha. Chào mừng đã trở lại với cái thố keo của chị ngày hôm qua. Hôm qua thì có xài đi một chút, chắc mất tầm 30ml keo. Đây là keo Bujo nha cả nhà. Nếu mà cả nhà chưa xem cái video so sánh giữa keo ACM và keo Bujo thì hãy xem ở video phía trước ngày hôm qua nhé. Còn bây giờ thì đúng như lời hứa thì chị sẽ làm một bản slam 1kg, gần 1kg, tại vì hôm qua mất 30ml rồi với keo Bujo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm thôi. Nguyên cả tối hôm qua là chị bỏ thời gian chị đi chị tìm hiểu trong các comment trên video xem thử là có cách nào để làm thành slam đặc với keo Bujo không, nhưng mà dường như là không có cách nào cụ thể. Có một cách mà chị đã nốt lại rồi, đó chính là hãy pha vào đây á, thay vì pha nước thì chúng ta sẽ pha hồ. Đầu tiên thì cả nhà hãy nhìn cái chất keo nè, đó, nó rất là đặc. Cái mùi á thì nó na ná như là mùi keo ATM. Tuy nhiên là cái mùi keo này cũng khá là tốn thời gian để chúng ta có thể xử lý được đó. Đó, rất là đặc luôn, đặc lắm. Nước thì các bạn mách cho chị rằng là đừng có pha thêm nước, hãy pha vào đó là hồ. Thì đây, chị cũng không biết là lượng hồ phải pha bao nhiêu, nên là chị có chuẩn bị sẵn 5 chai. Đây đó, bây giờ chị sẽ cho hồ vào đây để làm đặc cái slam này lại, chứ không thôi là coi như bỏ là sẽ uổng lắm. Thật ra thì sau khi mua xong chị mới biết là chị đã sai lầm khi mua cái hồ này rồi. Chị tính là mua để làm slam khổng lồ 100 chai hồ á, thì một cái vỉ như vậy là 12 chai, chị mua 10 vỉ là 120 chai. Cho nên là cần như 20 chai so với số lượng 100 chai cần thiết. Cho nên bữa giờ các bạn thấy chị hay thử nghiệm với cái hồ này là như vậy á. Mà lỡ mua đến 100 chai lận bây giờ không xài thì biết làm gì đây. Cái tội không chịu tham khảo trước ở trên mạng xem các bạn mách nước như thế nào mà đã mua rồi đó. Cho nên là bây giờ không biết làm sao để mà có thể hoàn thành được thử thách 100 chai hồ đây. Cố lên, phải tin. Bây giờ chị sẽ cho vào đây 5 chai trước đi. Hôm bữa đó xài mất 3 chai nữa rồi. Sắp hết rồi. Cái hồ này nó lạ lắm cả nhà. Nó cứ đông đông, nó nhớt nhớt vậy nè. Đó, ngộ ghê chưa. Chị cứ tưởng là bên trong nó có cái gì, nhưng mà thật ra chai nào cũng vậy luôn, chứ không phải chỉ có một chai. Thấy người ta bán nguyên một vỉ vậy là mua luôn, chứ không có để ý là mua loại nào thì mới làm ra slam trong đẹp. Thế thì cả nhà ơi, mách nước cho chị với, mình phải làm mấy loại hồ nào, thiên long hay là hồ điểm 10 hay là hồ queen để có thể làm ra được slam trong đẹp, hay là chị sẽ mua tất cả các loại về và thử nghiệm làm một cái video clip coi là làm slam trong với loại hồ nào thì đẹp nhá. Ok, chị sẽ làm một cái video giống như vậy, nhưng mà cũng nhớ là phải mách nước cho chị với nha. Bây giờ thì chị sẽ trộn đều lên. Một bạn chỉ cho chị cách là hãy pha vào đó là bột PVA á, thì đúng là nó có đông lại thiệt nè. Đó, nhưng mà cái bột nó lại không có tan. Đây, nó có đặt lại nhưng mà bột nó lại không có tan, thành ra nó lợn cợn giống như vậy. Thì cả nhà còn cái cách nào khác không thì mách nước là chị với nha. Bây giờ thì chắc là đã hơi hơi đều rồi, giống y như là một cái hỗn hợp kem tươi mà dùng để cho lên trên đá bào vậy đó, là chị em mình ăn bingsu vậy đó. Đó, nó mềm giống vậy. Chắc là đều rồi. Bây giờ chị sẽ cho thêm màu vô nhé. Chị rất là thích cái cách pha màu này. Đố cả nhà biết nha. Màu xanh với màu xanh lá cây, xanh dương á,
màu xanh nước biển đậm pha với màu xanh lá cây thì sẽ ra màu gì? Hãy comment bên dưới trước khi chị khuấy xong hỗn hợp này nhé. Chị đã đổi từ cái muỗng sang thành cái phới này nè. Bởi vì cái phới này nó sẽ giúp cho chúng ta đảo từ dưới lên trên luôn. Nãy tự nhiên quên mất tiêu xài cái muỗng chi. Để cho nó không phải tốn thời gian trộn. Cái này trộn nhanh hơn nữa nè. Nếu mà cả nhà làm slam bán nhiều á thì hãy đầu tư một cái phới trộn như này nè. Đó, hay mua ở mấy cái chỗ mà bán đồ làm bánh rồi đó. Chị sẽ xử lý cái mùi của keo bằng một chút xíu không sốt, không sốt sắp hết rồi, còn tí xíu mà thôi xài cho hết luôn đi. Mùi táo, chị rất là thích mùi táo luôn đó. Thêm vào đó là một chút xíu dầu gội đô hoặc là Lifebuoy cũng được. Lifebuoy thì xài hết luôn rồi để tạo cái độ phồng. Cuối cùng là một chút xíu shaving cream, kem tạo râu. Xíu múc cái tim vô. Còn bịch cuối cùng rồi, xong rồi cho luôn. Ráng mà bóp bóp nó sẽ hay lắm, vui lắm. Cả các bước cơ bản đã xong. Bây giờ chị em mình sẽ cho vào đây activator nhé. Hồi đảo trộn thì chị đã phát hiện ra một bí mật. Nó chính là kỳ lạ lắm. Tức là khi bỏ activator vào trong một cái hỗn hợp đó và mình cứ khuấy hoài á, thì nó không hề đông. Nhưng sau đó chị lấy ra riêng và bắt đầu nhồi bằng tay thì các bạn ấy đã đông lại. Kỳ lạ ghê. Vậy suy ra là nếu mà mình làm keo bujo á, thì mình cứ khuấy một hồi cho đều, xong rồi lấy ra nhồi riêng như thế này. Đó, nếu mình lấy ra nhồi riêng như vậy à thì nó lại đông lại với nhau. Kỳ lạ ghê á cả nhà. Vậy là chị đã phải nhồi hết một tiếng kia sao. Ok, chị sẽ bắt đầu nhồi và lát nữa sẽ cho cả nhà thấy kết quả nhé. Đây thưa cả nhà, sau một hồi chiến đấu rất là oanh liệt luôn, nhồi khí thế. Không phải là một hồi đâu, chị làm cái này là từ hồi 6 giờ sáng mà bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Đây, mới được vậy. Ây da. Ok, bây giờ đã đông gần như hoàn toàn rồi thì em mình lấy ra ngoài chơi nha. Mốt sẽ không bao giờ dạy làm cái keo sữa này nữa, khó quá. Tốn rất là nhiều borax luôn. Chị phải pha 2-3 lần á. Và cuối cùng là giờ nó nở tanh bành lên như vậy nè.